Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Hoan Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả với chương trình của Lữ đoàn Sài Gòn TV live đến với quý vị vào mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu, và trở lại tiếp tục với các bản tin cập nhật liên quan đến dịch cúm viêm phổi, tình hình càng ngày càng lây nhiễm mạnh hơn. Thế nhưng Thảo Yên đưa đến quý vị một vài tin tức liên quan đến thời tiết trong ngày. Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, mặc dù là ngày hôm nay thì trời vẫn tiếp tục âm u, nhưng mà cái phần trăm mà mưa thì đã giảm rất là nhiều so với ngày hôm qua. Hôm nay cái phần trăm mưa chỉ còn có 20% mà thôi, và nguyên một ngày thì cũng không còn những cái cơn mưa nhiều như là hôm qua nữa. Và ngày hôm nay đó thì nhiệt độ có tăng chút đỉnh so với nguyên một tuần này. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất ở tại Westminster và Garden Grove là vào khoảng 69 đến 70 độ thưa quý vị. Còn chiều tối xuống lạnh nhất là 53 đến 54 độ. Và hôm nay đó thì gió không có nhiều, từ 9 cho đến 10 dặm một giờ. Tuy vậy vào ngày mai là quý vị thấy là cái cơ hội mưa nó lại tăng lên hơn 40-50%, và không những mưa nhiều hơn mà còn có thunderstorm nữa thưa quý vị. Và đến ngày thứ 6, thứ 7 thì lại tiếp tục mưa nhiều nữa. Thứ 6 này mưa rất là nhiều, 80% có thể nói là mưa nguyên một ngày. Và sang đến thứ 7, chủ nhật thì bớt cơ hội mưa, còn khoảng 25-30% thưa quý vị. Trong khi đó tình hình tài chính có lúc thị trường xuống trên 1.000 điểm mà chỉ có trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ kể từ khi chúng tôi gửi đến quý vị con số đầu tiên, xuống liên tục từ sáng tới giờ rồi, nhưng mà có lúc xuống hơn 1.000 điểm, sau đó lấy lại một phần nào và bây giờ là đang xuống 912 điểm. Và không vui với bản tin breaking news đó là tình trạng các quốc gia gọi đến cho hãng Boeing và tuyên bố thôi, làm ơn quên luôn cái vụ mà tôi đặt máy bay. Cancel order hả? Cancel orders. Máy bay 737 loại MAX, thưa quý vị, tin tức mới nhất ghi nhận được, càng ngày các quốc gia gọi đến và họ nói rằng thứ nhất, anh giao không hàng không kịp. Thứ hai nữa, với tình trạng mà lây nhiễm như vậy thôi, không biết được khi nào hãng hàng không chúng tôi mới có thể gia tăng thêm các chuyến bay nữa từ bây giờ đến cuối năm nay. Mà thưa quý vị, cho đến khi nào chúng ta có được thuốc ngừa và đồng thời thuốc trị cái cúm coronavirus này thì may ra mới tình hình mới khấm khá hơn. Cho nên Boeing thê thảm trong ngày hôm nay, Dow Jones xuống 886, cái con số này quý vị thấy nó live, nó đang lên xuống. Nasdaq xuống 249 điểm, S&P 500 xuống 93 điểm. Phân lời 10 năm vẫn là ở mức 0.73%. Giá dầu vẫn xuống khoảng 91 cent, 33 đồng 45 cent, không thay đổi. Vàng hồi sáng nay lên được 2 đồng 7, bây giờ xuống 6 đồng 10 cent, 1.654 đồng 20 cent nữa thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, tiếp tục cập nhật về tình hình dịch coronavirus thì vào chiều ngày hôm qua đó có 3 nhân viên làm việc tại phi trường quốc tế Medada San Jose đã bị chứng thực là bị nhiễm COVID-19 thưa quý vị. Và họ làm trong cái khu an ninh của TSA. Dạ vâng, TSA. Yeah. Thì nhưng mà cái phi trường này cho biết là cái checkpoint mà để kiểm tra thân nhiệt của hành khách đó thì vẫn mở chứ họ không có đóng. Nhưng mà tất cả những người nào mà trong vòng 2 tuần qua có tiếp xúc với lại 3 người mà bị nhiễm đó sẽ điều được kiểm tra, và những người này sẽ được cách ly ở tại nhà. Và bên cạnh đó thì TSA cho biết là họ đang phối hợp rất là chặt chẽ với CDC để mà kiểm soát cái tình hình. Thì cũng chính vì vậy mà cộng thêm 3 cái trường hợp này đó đã nâng tổng cộng những cái trường hợp ở tại Hoa Kỳ này lên hơn 1.000 người bị nhiễm bệnh rồi và 32 người bị thiệt mạng thưa quý vị. Nhưng mà CDC nói có 657 người bệnh. Quý vị thấy không, hồi nãy đó
Thảo Yên, chúng tôi không có nói chuyện với nhau về cái con số, nhưng mà chính Thảo Yên, quý vị thấy Thảo Yên cũng loan tin, bởi vì chúng tôi sáng nay cũng loan tin, NBC, Washington Post họ nói trên 1000 hết. Dạ vâng, báo nào cũng nói trên 1000 hết. Tôi vào trong CDC, mà CDC thì mỗi một buổi sáng, một lát nữa họ sẽ họp nè, thì họ cứ nói là quý vị muốn biết thêm chi tiết thông tin cụ thể thì vào trong coronavirus.gov, cho thấy cái sự bất cập liên quan đến cái tin tức này. Một mặt đó thì báo chí loan tin con số như thế, và họ cũng có những cái con số cụ thể, họ có thể liên lạc ở các nơi để mà họ tổng hợp lại được. Bởi vì mỗi một tiểu bang khi mà thông bố tình trạng khẩn cấp, họ sẽ báo được là hôm nay Massachusetts có bao nhiêu người, New York bao nhiêu người, thì họ chỉ cần tổng hợp lại toàn bộ số đó từ giới chức y tế của tiểu bang là họ sẽ biết ngay con số, và con số đó trên 1000. Mà tại sao CDC vẫn nói là 657 người? Có phải là CDC họ những cái mà presumptive test họ không có tính không? Cũng có thể. Dạ vâng. Presumptive một lần nữa như chúng tôi đã thưa khi nãy đó là không chắc 100%. Nghĩa là cứ cho là như thế đi, cứ cho là như vậy đi, nhưng mà tôi không có bắt chắc chắn là anh bị. Thì cái người bệnh nhân sao, như tôi bị hay không bị cái dễ quá, mà tôi có hay không có, nhưng mà họ nói là bởi vì cái thử nghiệm nó không có 100%. Mà quý vị có nghe cái chuyện presumptive xảy ra ở Vũ Hán hay là ở bên phía Daegu của Đại Hàn, họ thử nghiệm bây giờ cả 10.000 người một ngày. Mà nước Mỹ thì ông Mike Pence hứa hẹn cứ mỗi một lần gặp họp, ông nói là 1 triệu liều đã được đưa ra. Mà ngay cả 60 mấy người nhân viên của 3 viện dưỡng lão ở tiểu bang Washington cũng tuyên bố họ vẫn không được thử nghiệm, cho mặc dù họ đã cho biết họ bị lên cơn sốt và họ ho rồi. Tức là nhiều người họ nói họ có triệu chứng rồi, nhưng mà không biết vì lý do nào mà cái cuộc thử nghiệm lại không đến với họ. Và đó là lý do chúng ta thấy có cái sự khác biệt rất là nhiều giữa con số của chính phủ đưa ra và các con số của giới truyền thông Hoa Kỳ đưa ra. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh đó thì tiểu bang California hiện nay đã có 3 trường hợp bị thiệt mạng vì coronavirus rồi, và cũng chính vì vậy mà ông thống đốc Gavin Newsom đã lên tiếng là khuyến cáo, hiện nay tiểu bang vẫn chưa đưa ra những cái lệnh cấm, nhưng mà ông khuyến cáo là thời buổi này không nên đến những cái cuộc sport event, các chương trình thể thao. Dạ vâng. Những cái buổi đại nhạc hội đông người, tại những cái nơi đó đó nhiều khi chúng ta hưng phấn quá, chúng ta ôm nhau hay sao đó rồi high five thì không mà đi vô trong đó là cả nhau à. Người này đụng người kia là cái chuyện rất thường tình. Dạ vâng. Thì cái trường hợp tử vong thứ 3 mà vừa mới được chứng thực ngày hôm qua đó, thưa quý vị, là ở khu vực Sacramento, và cái người bị bệnh này thì là hơn 80 mấy tuổi, cho nên vẫn tiếp tục là có thể thấy là những người mà thiệt mạng thì cái số tuổi nó họ cao và cái cơ thể cũng yếu hơn là những người bình thường, cho nên là rất dễ bị thiệt mạng. Thảo Yên hồi trẻ có đi nightclub không mày? Dạ có. Có thì đấy quý vị đấy, nhưng mà quý vị đến nightclub ở Santa Monica hay là dưới Hollywood quý vị thấy khủng khiếp luôn. Dạ vâng. Đi vào là thế này, đụng, tại vì họ nhảy họ khác, cho nên cái chuyện đó không biết được trong thời gian này cái tình hình nó sẽ như thế nào. Dạ vâng. Hy vọng là không. Mình hy vọng là hy vọng thế thôi. Ở LA cũng có cả hơn 20 trường hợp rồi. Trở lại với tiểu bang New York, ông thống đốc Andrew Cuomo một lần nữa tuyên bố cái tình trạng containment zone, cái khu vực bị cách ly, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và ông thông báo thêm, bây giờ ông nói rằng họ dùng chữ at least không à? Dạ vâng. Bởi vì trong đó có những trường hợp presumptive là không có chắc 100%. Mà làm thế nào để biết chắc được thì một lần nữa, sau khi một cơ quan của tiểu bang thử nghiệm, họ sẽ đưa lên CDC. Ông thống đốc Cuomo cho biết ít nhất là trên 173 người nhiễm bệnh. Và riêng ở Westchester County là nơi mà khoanh vùng đó thưa quý vị, 108 người rồi. Và cái con số này tiếp tục gia tăng. Ngoài cái việc mà định ra cái vùng khoanh containment zone đó, thì ông thống đốc ở New York cho biết thêm ông đã điều động lực lượng vệ binh quốc gia đến New Rochelle. New Rochelle là cái khu vực hotspot, nơi mà có số người bị nhiễm cao nhất ở phía bắc của thành phố New York City.
Và từ New York City mà quý vị có thể đi xe điện lên trên New Rochelle, ở khu vực này rất là gần. Đó là cái tình trạng hiện nay. Nhưng mà nơi mà bị nhiều nhất vẫn là tiểu bang Washington, Thảo Yên. 200 trường hợp mới nhất, đó là ít nhất. Bây giờ mình chỉ dùng cái chữ ít nhất là 200 trường hợp thôi. Trong khi đó California cũng ít nhất trên 143 trường hợp. Vâng, thưa quý vị, bên cạnh đó thì rất nhiều cộng đồng đó hiện nay là họ nghe theo lời khuyến cáo thì những cái buổi mà parade diễn hành hay là những cái conference hội họp mà có từ 50 đến 100 người trở lên đó là đều đã bắt đầu bị hủy bỏ hết rồi thưa quý vị. Và đặc biệt là quận Santa Clara là đã ban hành lệnh cấm luôn chứ không còn khuyến cáo nữa. Đó là những cái buổi hội họp nào mà có từ 1.000 người trở lên, thường đây là những cái buổi đại nhạc hội thưa quý vị, thì ở Santa Clara là cấm, không có được diễn ra nữa. Và bên cạnh đó thì những cái người du khách mà trên cái thuyền Grand Princess đó thưa quý vị, thì hiện nay họ đã như thế nào, tình trạng ra làm sao thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Họ về hết chưa? Hôm nay về hết phải không? Chưa có di tản hết anh, bởi mỗi một tiếng đồng hồ chỉ có cho khoảng 100 người xuống mà thôi. Thảo Yên sẽ đưa đến quý vị bản tin chi tiết ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.